sao tao có rồi. Các bạn nghỉ giải lao 15 phút nhé. Một năm qua là một năm với bao khó nhọc, từ Covid xong lại qua bão lũ. Tưởng Tết đen sẽ vượt qua cái năm bao chuyện, mà Covid nghỉ Tết nguyên tháng luôn. Đi xem bói đầu năm, thầy phán năm nay giàu, doanh thu tăng lương thưởng cùng khấm khá. Vậy và dính dịch ngay đầu năm, không bước chân ra ngoài, học online nên giờ chẳng thấy tiền đâu. Học ngành tài chính mà cứ than, nghe thầy mà mệt quá, mang kinh suy thoái kia bạn thấy không, làm được cái gì rồi. Học nhiều để rồi được cái gì, học nhớ nhớ quên quên hoài, cứ ra ngoài mà kiếm ăn có phải tốt không. Lại người tình hình chưa tới đâu, học thì cũng chẳng tới đâu, kinh tế suy thoái kia bạn thấy không, làm sao cứu doanh nghiệp. Còn mình thì học tài chính nha, tương lai có liên quan mà, ai cũng học hành thế kia thì cả nước toàn. Chưa xong mà đã nghĩ làm, mà cũng đúng, sau này đất nước cần người tài, phải học chăm sau này nâng kinh tế lên. Năm 20 vừa qua, kinh tế rồi dịch bệnh, bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ lỗ vốn, rồi nhà nước vì dân đề ra bao chính sách hỗ trợ, chỉ mong sao dân ta cùng nhau vượt qua. Giờ các em nghe tôi nói đây, mỗi môn đều có cái hay, tăng dịch đời tăng luận tính nhanh, doanh thu thấp hay cao, dù gì cũng sắp